Xin chào anh em, mình là Hợp. Mình mới về được một chiếc Hamilton khá là đẹp. Và chiếc Hamilton này nó phù hợp với anh em tay bé. Nó cũng là một chiếc khá là hiếm hàng. Mình sẽ mở ra để cho anh em có thể view được chiếc Hamilton này. Đây là một chiếc Hamilton thuộc dòng Range Rover. Cho nên là các bạn sẽ thấy là trên mặt dial của nó sẽ có cái thiết kế đặc trưng của dòng này, với những cái đường vạch khá là khít. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có những cái đường vạch của dòng Range Rover, nó giống như là đường ray xe lửa đó. Trước đây mình đã trên tay mẫu này, nhưng mà đó là phiên bản màu đen. Còn hôm nay mình về được một chiếc mặt trắng rất là đẹp. Chiếc mặt trắng này nó chỉ về được một chiếc thôi, cho nên là anh em có thích thì anh em vui lòng gọi nhanh, nếu không là sẽ hết đó. Với chiếc này thì chúng ta sẽ có mặt dial là size 38mm. Và đó là lý do tại sao mình nói là chiếc này phù hợp với những anh em tay nhỏ. Chúng ta tay 14.5 đến tay 15 chúng ta vẫn đeo chiếc này thoải mái. Một điểm nữa đó là lắc của chiếc này rất là cụp. Và các bạn thấy là size 38, tuy nhiên lắc to lắc của nó chỉ khoảng tầm 46-47 thôi. Và cái phần lắc này nó cụp hẳn xuống, cho nên là các bạn tay có 14.5 thì các bạn cũng có thể đeo rất là dễ dàng. Đó, núm của chúng ta thì được làm khá là to, giúp cho chúng ta có thể rất là dễ dàng để chúng ta vặn. Và các bạn sẽ thấy ngay ở phần này là chúng ta sẽ có một cái phần lúp để chúng ta có thể nhìn cái lịch ngày ở góc 3 giờ. Lịch ngày rất là tốt. Toàn bộ cọc số và kim cọc ở phía trong được làm bằng thép không gỉ và được làm nổi lên phía trên mặt dial. Đây là một thiết kế nó cao cấp hơn so với tầm tiền. Chiếc này ICS săn về chỉ khoảng dưới 15 triệu thôi, cho nên nếu anh em có nhu cầu thì anh em có thể contact bên mình. Giá hãng của nó thì vào khoảng tầm 33-34 triệu. Ở phía sau thì các bạn sẽ thấy là bộ máy của Hamilton, đó là bộ máy H10 đời mới với 80 giờ tích cót. Chúng ta sẽ có ở đây là 21.600 tần số lao động và chúng ta sẽ có đó là 25 chân kính. Đây là một bộ máy mà Hamilton đã lần lượt thay thế trên các model đời mới của mình. Ngoài ra thì ở phía sau chúng ta sẽ thấy những thông tin như là kính Sapphire, Swiss Made, cũng như là những cái thông tin khác như độ chống nước 13 rất là tốt. Và đây là nó là một cái ghi máy ở đây là 28242. Tuy nhiên đây là phiên bản mà cái máy C07611 này, ETA C07611 này modify lên dựa trên máy 2824, cho nên nó để ở đấy. Đi kèm với nó thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái sợi dây, và sợi dây của chúng ta được làm khá là đẹp và cầu kỳ. Sợi dây của chúng ta có 3 chỉ và về chỉ giữa của chúng ta thì được làm phay xước, cùng với đó là 2 chỉ bên của chúng ta được làm đó là được làm bóng rất là đẹp. Và cái thiết kế này thì khiến cho chiếc đồng hồ của chúng ta cảm thấy rất là mạnh mẽ và nó sẽ giúp cho đồng hồ của chúng ta long lanh hơn rất là nhiều. Các bạn có thể thấy ở đây là với hai cái phần chỉ hai bên nó được làm cong và nó sẽ giúp cho chúng ta đeo, khi đeo sẽ cực kỳ ôm tay. Các bạn thấy là khi mình thử trên cái ngón tay của mình nó cũng ôm chặt rồi, cho nên là khi các bạn đeo sẽ có cảm giác cực kỳ tuyệt vời đó. Mẫu kính sử dụng trên này đó là kính Sapphire. Dĩ nhiên rồi, tất cả các mẫu Swiss Made thì đa phần thì đều là kính Sapphire 100%, và đáy sau của chúng ta thì cũng được làm bằng Sapphire, cho nên giúp cho chúng ta có khả năng chống sức rất là tốt. Kính này của chúng ta là kính hơi cong một chút và nó khá là phẳng, và ở đây các bạn sẽ có cái lúp lồi hẳn lên. Và cái lúp lồi này nó sẽ là cái tạo điểm nhấn cho cái mặt dial của chúng ta. Tuy là một chiếc size bé nhưng mà nó vẫn rất là mạnh mẽ đó. Đi kèm với nó các bạn sẽ thấy một cái khóa gập đôi double fold clasp. Và với cái khóa gập đôi này thì các bạn sẽ thấy là nó được làm khá là tuyệt vời và chắc chắn đó. Chúng ta sẽ không có logo ở trên phần này và chúng ta sẽ chỉ có cái mã của Hamilton ở đây thôi đó. Mình nghĩ là Hamilton nên làm một cái logo ở đây thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Với chiếc này thì ICS đã trên tay trước đây rồi, cho nên là video này ICS chỉ giới thiệu qua để anh em có thể thấy là cái màu sắc của chiếc Hamilton này thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video, và các bạn đừng quên là chiếc này có mã là H40415115 đó. Một chiếc Range Rover được làm rất là tuyệt vời với size 38 dành cho anh em. Nếu như anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ ICS theo thông tin ở phía bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều, xin hẹn gặp lại và cảm ơn anh em trong những video tiếp theo.